Cả nhà ơi, hôm nay mình được nghỉ nhưng trời thì lại không có nắng và mưa lâm râm nên mình ở nhà cũng không biết làm gì. Mình làm nhanh món gỏi cuốn. Xin mời cả nhà cùng làm với mình nha. Mình mua ở đây á, là 300 gram tôm sống. Con tôm nó rất là ngon mà nó khỏe lắm các bạn, nó còn đang búng nè. Rồi mình sẽ cần có là 300 gram thịt nạc dăm, rau quế, giá, rau xà lách và hẹ. Không thể thiếu là bánh tráng nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xắt xà lách ra nhỏ như thế này. Còn thịt và tôm á, mình đã luộc rồi. Mình luộc khoảng 30 phút. Tôm thì mình chỉ luộc có 5 phút và mình ngâm qua nước lạnh. Như vậy thì tôm của mình nó không có bị teo nhỏ lại. Khi các bạn luộc thịt đó, thì mình dằn một chút xíu muối để cho cái thịt của mình nó có vị đậm đà hơn ha. Rồi mình cắt nhỏ những rau củ như thế này ra. Sau đó đó thì một lát nữa mình sẽ chuẩn bị mình cuốn. Món này làm cực kỳ dễ các bạn à. Và ăn như vậy nó cũng mát, nó cũng khỏe nữa. Tỏi thì mình xắt nhỏ nhỏ ra để chút xíu nữa mình làm vô trong cái nước mắm đó. Còn bún thì tùy theo gia đình của mỗi người, mình thích hiệu bún nào thì mình cứ mua bún đó rồi mình cứ luộc lên nha các bạn. Ớt thì mình không có băm nhiều nhưng làm trong cái món nước mắm này thì mình băm thêm ớt. Chứ thật sự ra ở nhà mình cũng ít khi ăn ớt lắm các bạn à. Đậu phộng thì loại này người ta đã rang rồi nhưng mà nó không có nêm muối cho nên nó cũng tiện. Mình muốn nấu gì thì mình cứ xắt nó ra thôi. Giờ mình sẽ làm nước mắm nha. Mình sẽ lấy là 30 ml nước và mình nấu cho nó nóng sôi lên. Sau đó là một muỗng canh đường, rồi một muỗng siro nước đường trắng. Sau đó là hai muỗng canh nước mắm. Rồi các bạn cứ khuấy cho nó đều. Sau khi mà thấy nó đã tan hết rồi đó, thì chúng ta sẽ nặn một ít chanh vào. Rồi, vậy là mình đã có nước mắm để chấm vô trong cái gỏi cuốn nè. Hôm nay mình sẽ làm hai loại chấm nha các bạn. Và tiếp theo nữa là mình sẽ làm nước chấm bơ đậu phộng. Thì mình sẽ lấy 20 ml nước. Rồi mình cũng đun sôi, sau đó mình lại cho một muỗng canh bơ đậu phộng. Hiệu này rất là ngon và có bán ở trong chợ của Public. Các bạn lưu ý là nước phải thật là sôi thì chúng ta hòa tan bơ đậu phộng á thì nó mới dễ tan ra nha các bạn. Đó, mình mới quậy có một chút xíu thì nó đã tan ra rồi nè. Rồi mình cũng dùng một muỗng canh đường mà đã nấu loãng đó. Loại này á thì nó cũng không ngọt nhiều, nó rất là vừa. Rồi mình cho hai muỗng sót. Cái sót này là cái sót mà mình làm cái hủ tiếu khô mình chan vô đó. Cho nên các bạn nào mà muốn coi cái cách làm sót này á, thì làm ơn coi dùm cái video clip hủ tiếu Nam Giang của mình nha. Rồi mình khuấy nó lên như thế này. Nước chấm bơ đậu phộng của mình nó ngon tuyệt các bạn à. Công thức này mình làm á, 10 lần như 10 đều ra rất là ngon. Rồi bây giờ mình đổ ra một cái chén. Sau đó mình sẽ rắc chút đậu phộng đã cán nhuyễn nè. Rồi chút ớt. Vậy là mình đã có hai phần sốt rồi nha các bạn. Nước mắm thì cũng vậy, khi mà mình đã để cho nó nguội rồi thì mình mới bỏ tỏi vô, rồi mình bỏ ớt vô luôn.
Các bạn thấy mình bỏ ớt nhiều vậy chứ thật ra mình không biết ăn ớt nhiều đâu. Bánh tráng thì mình dùng hiệu này, hiệu ba con voi. Hiệu này bánh tráng cuốn á, rất là dẻo dai, mà khi các bạn ăn á, để lâu á, nó cũng không có bị bể cái bánh tráng ra. Còn cuốn á, thì nó cũng đơn giản lắm các bạn à. Tôm thì mình chẻ đôi và mình lật nó ra cái mặt bên ngoài của bánh tráng đó. Lá rau quế cũng cũng vậy luôn, mình lật ngược cái lá đi ra ngoài nha. Xong rồi các bạn cứ xếp nó lên. Sau khi các bạn xếp xong hết rồi đó thì mình mới cho cái cọng hẹ vô sau cùng. Rồi mình cứ cuốn nó lại. Đó, vậy là một mặt á, thì có lá, một mặt thì có tôm với thịt. Rồi mặt kia thì các bạn cũng nhìn thấy bún. Nhìn như vậy á, thì nó mới ngon các bạn à. Khi người ta cắn vô một cái á, người ta đã nhìn thấy được hết tất cả những nguyên liệu mà mình cuốn trong đó rồi. Như vậy á, thì nó mới hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cuốn thêm một cái cuốn nữa nó gần hơn, để cho các bạn dễ theo dõi đó. Mình có nhiều người khách quen của mình, họ là người Mỹ và họ rất là thích cái món này, thì họ gọi món này là Spring Roll. Họ hỏi mình cách làm, nhưng mình cũng không biết là phải nói như thế nào để cho họ nhớ nữa. Cho nên mình làm cái video này để sẵn cho những người khách của mình, họ cũng có thể coi được. Tại vì món này á, nó rất là được ưa chuộng ở Mỹ. Họ ăn và nó cũng mát, khỏe, rất là tốt nữa. Bây giờ mình xin mời cả nhà cùng ăn gỏi cuốn với mình nha. Mình thích nhất là nước sốt bơ đậu phộng này. Nó ngọt, mặn mặn, mà nó lại có vị béo béo, thơm của bơ đậu phộng. Rất là ngon các bạn ơi. Nhớ lại những ngày đầu mình mới bắt đầu quay video làm nấu ăn trên YouTube. Các bạn có biết không, mình tự học, tự quay và tự làm. Nó cũng rất là khó, nhưng mình cố gắng học hỏi và bây giờ mình cũng đã rút ra được chút ít kinh nghiệm. Các bạn nào có thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like nào. Và hãy nhấn chuông đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho gia đình ẩm thực nha các bạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.